Rồi, video này chào mấy bác nha. Em có một con G2K thì đăng lên cho nó hết lô. Thì mấy bác coi kỹ, con này là bao rin từ đầu đến đuôi nha. Và máy, bác nào cũng thích khởi động máy lên trước thì em khởi động cho mấy bác coi. Đây là tay trái này. Đấy. Đây, công tắc nguyên rin nha. Tay trái nha mấy bác nha. Đấy. Rất là dễ khởi động. Vì dòng này nó đỉnh rồi. Dòng này thì những người nào xài thì thừa hiểu thôi. Còn em thì không có bàn luận gì về nó. Bởi vì nó quá đã hoàn thiện rồi. Đây. Các bác thấy không? Máy em ru nha. Em ru à. Còn cái tiếng lách cách đó là tiếng bô côn nha. Mình bị tô là tiếng bô côn, nó không đủ tua là nó giặt, là nó kêu. Đây mấy bác nghe này. Đây, rè 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 rè, đó là tiếng bố côn. Rồi đây. Đây một con G2K nghe mấy bác nha, cực kỳ đỉnh. Đó mấy bác coi kỹ video và rất là VIP. Đấy, giật tay trái cũng nổ luôn. Đấy. Cực kỳ đỉnh nghe mấy bác nha, một con G2K. Đây, bao rin nha. Bao rin từ đầu đến đuôi. Mấy bác coi cái cầm nữa này. Đấy. Chén bát này. Còn lắng e luôn. Đấy không? Chén nó như này luôn này. Còn rất là đẹp. Rồi G2K nha. Không quảng cáo gì nhiều. Thì sơn này nó có bong chóc. Mấy cái này thì cùng lắm mấy bác ưng thì sơn lại thôi. Em sơn luôn cho VIP luôn. Đó. Rồi thì con này bên em bán ra với giá là 1,7 triệu đi. Rồi con này G2K bao rin nha, rất là VIP, mấy bác nghe tiếng máy là hiểu thôi, không cần em quảng cáo gì nhiều. 1,7 triệu nha mấy bác nha, mấy bác mua con này thì nhất sảy luôn, quá VIP. Công tắc rin luôn này, còn rất là đẹp. Pro luôn nha. Rồi ok, cảm ơn mấy bác.